快快活去做人，其他不要问，不要紧张，不要紧，谁又要制造那敌人？难题有我，没我也都发生。摇摇晃，偶尔会被困，回头吧，记得不要再消沉。随缘行，只需知道。Không quay hết. Sếp đây mà, không tìm được bất cứ ma túy gì. Bên trong dọn dẹp sạch sẽ lắm. Không có gì hết. Không có. Quy động rầm rộ, sóng chớp lớn, mưa nhỏ giọt. Thì ra từ đầu đàn em của Nhất Thủ đã đi hết trơn rồi. Hình như là họ biết chúng ta lên đây. Phải. Tại sao chứ? Bởi vì ở đây có kẻ biến chất. Kẻ biến chất nằm trong em y các người đó. Anh nói cái gì? Tôi nói em y các người, từ đầu đã có kẻ bị Nhất Thủ mua chuột rồi, tiết lộ hành động lần này ra bên ngoài. Sếp bà nhỏ, không có chứng cứ, sếp đừng đặt điều vu khống nha. Tất cả mọi người trong đội của chúng tôi, trước khi đại ma chưa trình bày hành động này, đều giao nộp tất cả điện thoại. Nhưng còn em y các người, biết trước có hành động này, nộp điện thoại trễ nhất, thiếu gì cơ hội đi thông tin. Đoán mò sao? Ai đã tiết lộ tin tức, tự động tôi sẽ điều tra. Nhưng mà anh đừng vu khống em đi chúng tôi. Các người ai là người, ai là ma, nay mai sẽ biết ngay. Cảm ơn. Bắt đầu. Cảm ơn. Xin chào. Trời, sao mặt mày ai nấy kỳ vậy? Tối qua ngủ không đủ hả? Ngủ không đủ là chuyện nhỏ. Hành động tối qua bị lộ mới quan trọng. Ma túy thì không tìm được, người cũng không bắt được. Còn nữa, sếp mà nhỏ đó nói em y chúng ta có nội gián. Sao lại ra nông nổi này? Có người muốn nông nóng được lên chức. Tưởng đâu lãnh đạo luôn cả điểm O và NB. Làm lớn như vậy đến cuối cùng chỉ được công cốc. Tôi là ma nhỏ, cũng nóng hơn thằng đỏ nữa. Cái gì chứ? Tôi chỉ là có sao nói vậy thôi. Tối qua công cốc, có người bất mãn, tôi hiểu rất rõ. Nhưng đừng nên vì chuyện này làm ảnh hưởng sĩ khí, trận chiến vẫn còn dài. Nè, yeah, em à. Sếp Tiêu. Ma nhỏ đó đi khắp nơi, nói là trong em chúng ta có nội gián, thật ra là chuyện gì? Tôi hành động liên hợp lần này thất bại, nhưng giá nào tôi cũng không tin trong đội chúng ta có nội gián. Tôi cảm thấy ma nhỏ căm tức sếp đại ma cho nên vu khống chúng tôi mà thôi. Em chúng ta tuyệt đối không có nội gián. Đương nhiên là tôi tin mọi người, nhưng mà chuyện này giá nào cũng phải trình bày với cấp trên. Tôi là chỉ huy của hành động lần này, xảy ra chuyện phải do tôi toàn quyền phụ trách. Tôi sẽ đích thân giải thích với cấp trên. Không, anh là chỉ huy ở đây, còn tôi là chỉ huy của anh. Thân là đội trưởng, không thể khi cùng đá dòng 12 mét thì bỏ chạy. Sếp Tiêu, sếp nói câu này làm em cảm thấy cảm động quá. Sếp có tính trách nhiệm lắm, sếp Tiêu. Thế giờ tôi phải đi họp rồi. Sếp Tiêu đúng là người đàn ông tốt ha. Ý của tôi là sếp tốt thiệt mà. Có sếp Tiêu và sếp Đại Ma dẫn dắt, chúng ta nhất định có thể bắt được Nhất Thủ. Ai dẫn dắt cũng được, chúng ta cũng sẽ không thất bại nữa. Tôi cũng là thành viên MI, tôi nhất định ủng hộ. Chúng ta nhất định được. Không chỉ là tôi, còn có đứa con trong bụng tôi cũng nói được. Bắp nổ, cô nghĩ sao? Đương nhiên rồi. Thái độ như vậy chính xác lắm. Thức trắng suốt cả đêm, mọi người cũng mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi. Tiếp theo sau, còn bận dài. Dạ sao sao? Vào đi. Sếp đại ma. Cô chưa đi sao? Em có biết một chút chuyện. Ừ. Nhưng lại không biết có nên nói với sếp không. Cứ nói nghe thử. Tối qua trước khi hành động, em thấy xe thần nhắn tin cho người ta. Ảnh còn nói với người đó là tối nay có hành động lớn. Em hỏi người đó là ai, ảnh nói là một cô gái. Có biết cô gái đó là ai không? Không biết, ảnh chỉ nói cô gái đó tốt lắm. Vậy thì có nhiều khả năng lắm.
Có thể cậu ta thực sự trò chuyện với bạn vậy thôi. Cô nghi ngờ xe thần là nổi gián sao? Em cũng không biết. Vậy đi, cô là người xe thần tin tưởng nhất. Mấy ngày tới cô cố gắng bên cạnh cậu ta, để ý coi cậu ta có khả nghi không. Luôn cả sếp đại ma cũng nghi ngờ xe thần tôi sao? Tôi tuyệt đối tin tưởng xe thần. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ba nét có thể dọn sạch sẽ, đích thực không bình thường. Cô cũng biết con người xe thần mà, bình thường nói chuyện rất lớn tiếng, có thể đã nói quá mà bản thân không biết. Sếp đại ma, em biết làm gì rồi. Có tin gì em lập tức báo với sếp. Hôm nay anh đi lấy kết quả, cho dù kết quả như thế nào cũng được, tôi ủng hộ anh. Uống ly trà sữa đi, vậy thì có thể nổ máy xe. Xe thần như anh sẽ có thể hết sức tỉnh táo. Cảm ơn cô Du Du. Cô à, cho hỏi đi mấy người. À, tôi tới tìm người. Được, cô cứ tự nhiên. Ủa bắp nổ, sao em tới đây vậy? Cũng tại anh nói mà, em y chúng ta vừa đoàn kết vừa hòa đồng, cùng nhau ăn sáng, coi như xây dựng tập thể. Vậy em mau coi thực đơn đi, trà sữa ở đây ngon lắm đó. À, đồng nghiệp của anh hả? Phải. Mà đang muốn ăn gì? À, nghe nói trà sữa ngon lắm phải không? Vậy thì cho một ly đi, coi ngon cỡ nào. Cũng được. Ra ngõ sau đi, đừng nói cho Madame biết nha. À, anh đi rửa mặt cái đã nghe. Chuyện gì vậy? Madame có phải là cô gái lần trước anh nói hay không? Vậy mà cô cũng biết hả? Lúc nãy tôi thấy ánh mắt anh nhìn cổ, cũng đoán ra được rồi. Những kẻ thất bại trong tình yêu như chúng ta dễ biết lắm. Ừ, tôi mà... Đứng yên. Làm gì vậy? Madame đang trình chúng ta. Sao cô còn đứng sát vậy chứ, hại tôi hả? Ê, anh đi rồi sao? Bây giờ mới là cơ hội tốt nhất. Coi thử cô có cảm tình với anh hay không. Vậy phản ứng của cô là gì? Sao lâu vậy? Em đọc thuộc nguyên cái thực đơn luôn rồi. Ờ, tại có ông khách ổng ở trong lâu quá cho nên anh phải chờ một chút. Trà sữa. Điểm tâm của anh, trứng nhất định phải là trứng mặt trời. Bánh mì nướng nóng một chút mới đủ giòn. Khét quá rồi. Ờ, sao em nhớ tốt quá vậy? Anh muốn ở bên cạnh em quá đi à. Chỉ có chuyện của anh em mới nhớ rõ vậy thôi. Anh cũng mãi mãi nhớ em. Bắt anh bỏ công lên đây thiệt làm phiền anh. À không có gì, em nói xinh xinh không có vui mà. Tới đây thăm nó cũng phải thôi. Nè, đâu có, nó cũng còn điên điên khùng khùng lắm mà. Có vẻ như vui lắm đó à, hả? Đối với anh nó mới như vậy thôi. Bình thường mỗi lần em gọi nó đều không đếm xỉa tới em. Ây cha, ây cha. Ây da. Trời. À, xin lỗi nha, xe thần làm anh ướt hết rồi. Hay là anh vô nhà vệ sinh lau khô đi. À, cũng được, cũng được. Cái gì chứ, tao phải làm việc mà. Mày đó, đừng bắt trước nha. Mật khẩu. Không lẽ là sinh nhật của mình? Không phải là tao tự cao. Anh thích tao chứ bộ. Không ngờ không phải. Tức cười lắm sao? Nhớ phải giữ bí mật của chúng ta. Đừng nên cho ai biết. Nhất là Madame đó nha. Bí mật của hai người lại còn không cho tôi biết. À, bắp nổ à. Có thể cho anh mượn máy sấy không? Luôn cả đôi giới anh cũng bị ướt rồi. Hay là anh để lại đây, em giặt giùm anh, hôm khác mới trả cho anh đi. Nè.
Linh Chi Ma, tới lượt anh. Tinh Tử à, chẳng phải cô rất có nghiên cứu về pha lê sao? Cô có biết coi bói giùm người ta không? Đương nhiên là biết. Vậy cô có thể coi bói giùm tôi không? Không phải bấy lâu cô không tin sao? Tôi cũng không biết tôi còn có thể làm gì nữa. Bây giờ tâm hồn của cô phải giữ được bình lặng, không được có tạp niệm. Trong đầu chỉ nghĩ tới vấn đề cô muốn hỏi. Và câu trả lời cũng rất đơn giản, đó là đúng và sai. Nếu câu trả lời là đúng, cục này sẽ chuyển động theo hướng kim đồng hồ. Nếu là không, thì ngược chiều kim. Anh Đinh, kết quả chụp xạ hình các lớp của anh đã có rồi. Sao hả? Scan não đã loại trừ các khả năng bệnh khác. Tỷ lệ bị thoái hóa não của tôi cao hơn 50%. Thực tế không thể thay đổi được. Chúng ta có thể dùng dự tính xấu nhất, đưa ra chuẩn bị tốt nhất mà. Nhanh lên, tăng cường luyện tập đi. Rồng từ mẫu mang theo trứng khủng long vào trong rừng. Nó để trứng xuống, còn bản thân thì đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Kiếm thức ăn xong trở về, nó quên mất trứng để ở đâu rồi. Cho nên nó đã đi tìm khắp nơi không tìm được. Không phải, phải là như vậy. Rồng từ mẫu quên mất trứng khủng long, cảm thấy rất buồn, lại lo lắng. Nó tìm khắp cả khu rừng cũng không thấy. Cuối cùng có một ngày, má ơi, cuối cùng nó nghe được giọng nói của khủng long con. Thì ra khủng long con đã phá trứng chui ra. Nó vẫn đứng dưới tán cây nơi chúng thất lạc, tìm lại rồng từ mẫu. Cho dù tình hình tệ cách mấy cũng được, chỉ cần có cơ hội cũng không được bỏ cuộc. Cũng phải, kết quả xét nghiệm máu chưa có, không chừng sẽ có tin mừng. Như vậy mới đúng chứ. Còn đợi gì nữa, tăng cường tập luyện đi. Chụp đi. Rồng từ mẫu phi thân dẫn theo rồng baby. Bản báo cáo của em có đạt yêu cầu không? Cô không nhắc tới người chạy xe có liên quan tới xã hội đen, lại không nói anh ta biết bí mật của xã hội đen, bị xã hội đen giết chết. Bởi vì anh ta không liên quan tới xã hội đen mà. Anh ta chết do tai nạn. Vậy là đúng rồi. Loại bỏ hết thuyết âm mưu dựa vào tưởng tượng. Có gì thì giết cái đó. Tiến bộ hơn so với lúc trước rồi. Chị Lisa, chị khen em sao? Thành thật mà nói, lúc trước tôi hơi lo cho cô. Nhưng mà bây giờ tôi có thể chính thức giao vị trí thi dương cho cô. Yên tâm nghỉ thai sản. Em sẽ cố gắng làm tốt. Ừ, yên tâm. Khoan đã. Hả? Lisa, cô có nhiệm vụ. Chuyện gì? Tuy ngày mai cô bắt đầu nghỉ thai sản, nhưng còn có một chuyện cô chưa làm xong. Đó là chưa quyết định tiệc chia tay tối nay đi đâu ăn. Anh nói như vậy, có phải là anh mời hay không? Cô chịu nể mặt tôi sao cũng được. Vậy thôi được, dù sao tôi cũng không biết ăn gì, mọi người quyết định đi. Tôi đề nghị, có người mời thì phải ăn một bữa ngon. Tôi lập tức lên mạng tìm ngay. Được. Không cần đâu, hay là chúng ta tới tiệm trà Du Du Nhàn đi. Nè, không phải chứ. Bây giờ chia tay với cháu của tôi, với Lisa mà 2 tháng không được gặp, tới tiệm trà tệ quá. Chỗ đó thì ăn rất ngon, ngồi thì rất êm, đồ ăn siêu đáng, đề nghị hay. Phải đó, sao cũng được, quan trọng nhất là mọi người vui. Dù sao đại ma cũng thường tới, có lẽ rất ngon đó. Tôi chỉ ủng hộ bánh dứa của cổ thôi. Trời ơi, được rồi, Lisa đã nói ok rồi. Hay là tôi gọi điện cho Du Du hỏi thăm tiệm trà có thể bao trọn phá lẹ vậy không ha? Vào đi. Sếp đại ma, tìm tôi có chuyện sao? Lúc nãy cô đề nghị tới tiệm trà của Du Du chia tay Lisa. Chắc chắn không phải tiết kiệm giùm tôi chứ. Sếp đại ma, anh Minh, đúng là em có lý do khác. Lần trước sếp kêu em tiếp cận xe thần, điều tra coi ảnh nhắn tin với cô gái bí ẩn nào. Em điều tra được rồi, thì ra cô gái đó là dạng Du Du. Nên em định tối nay có thể thừa cơ điều tra rõ bọn họ.
cô nghi ngờ dạng Du Du là người của Nhất Thủ Ca. Ừ. Cổ đốc đột nhiên quen thân với xe thần như vậy, suốt ngày nhắn tin cho ảnh, rõ ràng không thân cho lắm. Ừ. Ngay cả xe thần thích ăn nướng sơ, trà sữa nóng thêm sữa, cổ cũng biết. Thử hỏi có phải có mờ ám không? Du Du phụ trách ghi hóa đơn, cổ nhớ khẩu vị của xe thần có gì lạ chứ? Chưa hết đâu, họ còn giấu em trốn trong một góc xù xì to nhỏ, thân mật vô cùng. Cô dặn Du Du đó rõ ràng là muốn dụ xe thần để moi tin. Tôi hiểu hết rồi. Sếp đại ma, sếp hiểu là tốt rồi. Tôi hiểu cô đang mô tả một đôi nam nữ rất thân, rất hiểu ý nhau. Đồng thời tôi ngửi được có một mùi. Mùi gì vậy? Là mùi giấm. Không, không, làm gì có chứ. Sếp đại ma điên quá đi. Tôi không phủ nhận phán đoán của cô, nhưng lưu ý giùm nha, đừng để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến chuyện cô điều tra. Chúng ta là cảnh sát mà, phải có chứng cứ. Em sẽ tìm được chứng cứ. Tối nay em nhất định tìm được chứng cứ. Các vị anh chị em y, chúng ta hãy chúc cho Lisa sinh được một đứa con trắng trẻo mập mập. Còn nữa, chờ sau khi đứa nhỏ lớn lên gia nhập luôn đại gia đình em y của chúng ta có được hay không? Nhưng mà nói gì thì nói, lúc tôi mới gia nhập em y, thật tình thấy mọi người chướng mắt lắm đó. Người nào người nấy mặt mày khó chịu vô cùng. Sao? Nhưng mà tôi thật sự rất chân thành cảm ơn sự bao dung của tất cả anh chị em ở đây. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Mọi người uống thêm đi. Tôi vào toilet cái đó. Vô dụng quá đi. Vô gì đã sai rồi. Cái gì vậy? Bên dưới vị cà phê, lần trước có người mượn nhà bếp của chúng tôi để làm, mua thử hay không? Vị cà phê ngộ vậy sao? Đúng là ăn thử. Mùi vị đặc biệt lắm, cũng rất ngon. Vậy thì hay lắm. Vô vô à, cảm ơn cô nha, bất thình lình nhờ cô giúp đỡ. Không có gì. Anh với Madame sao rồi? Trời bắp nổ, cô thích uống chua tới vậy sao? Chua? Ai nói tôi chua? Bắp nổ à, em có ăn nho không? Nho chua hay không em cũng không ăn. Chiến đấu cơ à, anh có ăn không? Có ăn không? Anh đó, tôi nói anh đó, người độc thân đó, đừng lơ là bỏ mặt nữa, trân trọng người trước mặt. Nếu không cầu thủ chuyển đội đó nghe. Trời ơi, sếp đại ma, sếp nói lung tung gì vậy? Đương nhiên là tôi mãi mãi cũng không chuyển đội rồi. Còn cô nữa. Cái gì? Chú Quỳnh uống đến tọe luôn. Cũng vì nhớ đứa cháu thôi. Cô cho người ta cơ hội đi, hả? Cổ ngoài cứng trong mềm thôi mà, hả? Còn cậu nữa. Nè, tôi có chuyện muốn hỏi sếp cậu. Sếp đại ma. Wow. Hiếm khi thấy sếp uống say như vậy. Chắc chắn là sếp không muốn sai chị Lisa rồi, phải không? Phải. Tôi thật sự không muốn xa cổ. Cô, anh, với lại tất cả mọi người ở đây, tôi đều không muốn xa. Tôi không muốn xa. Nè, chúng ta uống cạn luôn đi. Cạn ly. Em cẩn thận chút đi. Em biết rồi. Bắp nổ à? Hay là để anh đưa em về nhà? Không cần, em tự về được rồi. Bye bye mọi người nha. Nè, tôi và anh chung đường, đi chung đi. Không cần đâu, tôi tự về được rồi.
Bye bye mọi người. Bye bye. Chú Quỳnh chú không sao chứ? Có cái gì đâu chứ, uống tiếp đi hả? Mẹ tin tử à, cô và chú Quỳnh đều ở Cửu Long kia mà. Cô kêu taxi đưa chú về nhà đi. Tôi không tiện đường đâu. Tối nay tôi có hẹn với bạn trai dưới nhà sếp uống nước rồi. Chúng ta đi thôi, đi đi. Con chú Quỳnh. Bye bye. Ơi, Lisa. Tôi tiễn cô đi. Tôi đi đón xe. Được. Sếp đây mà. Bye bye. Nè. Cẩn thận đó. Nè, cẩn thận. Nè. Trời. Bye bye. Không ai tiễn cô sao? Tôi tiễn cô. Chưa bao giờ tôi thấy anh uống say như vậy. Vui vẻ mà. Vui vẻ thì uống thêm vài ly thôi. Anh không cần gạt tôi nữa. Tôi biết do anh sắp rời khỏi MI, không muốn xa mọi người. Cho nên uống thêm vài ly chứ gì. Đúng là không muốn xa. Đúng là không muốn xa chút nào. Tôi không muốn xa mọi người chút nào. Anh điên rồi sao lớn tiếng vậy? Người tôi không muốn xa nhất là cô. Nói chuyện đó vui lắm sao? Hai tháng lận. Hai tháng sau cô mới quay lại em đi. Không có cô bên cạnh tôi sống sao đây? Cô quay lại mọi chuyện đã khác hết rồi. Tôi thật sự không muốn xa cô. Đứng yên. Cô sắp lên chức làm mẹ rồi. Lôi thôi vụng về. Té dập mặt bây giờ. Chúng ta có giống diễn viên nam nữ trong phim Hàn không? Điên khùng. Không hiểu anh nói gì nữa. Cô mắc cỡ sao? Tôi thấy cô đang mang thai nên mới cột dây giày cho cô thôi. Tôi mắc cỡ hồi nào? Anh uống sai rồi đó. Vài hôm nữa tôi muốn cột dây giày cho cô cũng không còn cơ hội nữa. Lisa bảo trọng. Không có cô bên cạnh tôi sống sao đây? Tôi thật sự không muốn xa cô. Trân trọng người trước mặt. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Không phải chứ. Không có liên quan tới bia. Thiệt tình phải ăn thử. Mùi vị rất đặc biệt. Sếp đại ma, sao trễ vậy? Phải. Có phải sếp nhức đầu, cô biết đường vậy không? Phải, vẫn còn hơi đau. Tôi muốn hỏi thăm bánh dứa vị cà phê tối qua cũng ngon lắm đó, còn không vậy? Xin lỗi nha. Bánh dứa vị cà phê đó là do người ta cố tình nhờ sư phụ làm để mang tới tổ chức từ thiện, không phải của chúng tôi. Cô biết mang tới tổ chức từ thiện nào không? Chuyện đó tôi không rõ lắm. Sao sếp lại hỏi như vậy? Không. Du. Chính là người này mang bánh dứa tới tổ chức từ thiện. Anh đợi tôi một lát. Bánh dứa nè. Cảm ơn nhiều nha. Không có gì. Có phải hôm nay sẽ muốn ăn bánh trứng không? Đang giảm cân. Nè, bây giờ tôi không có rảnh, đang tranh thủ giao hàng, lát nữa mới nói.
Ủa, sếp, kiểm tra giấy chứng minh hả? Đi đi, nhiều chuyện quá vậy. Cô nhìn thấy Du Du cùng một cô gái đứng ngõ sau lén lút thập thò gặp mặt sao? Ừ, tụi em không nhìn thấy mặt của cô gái đó, nhưng em theo dõi được. Sau khi cô gái đó nói chuyện với dặn Du Du xong, đã lên chiếc xe đi, em nhớ được bảng số xe. Thì ra chủ xe đăng ký, em mới kiểm tra được là Nhất Thủ. Không lẽ cô gái đó là chị Nhất Thủ Dạng Châu? Giống lắm, giống lắm. Cô gái này cho dù là thân hình hay kiểu tóc đều giống Dạng Châu lắm. Dạng Châu, Dạng Du Du, không chừng có quan hệ bà con. Đúng, em cũng nghĩ như vậy, cho nên em cũng đang điều tra. Làm tốt lắm. Thực ra tôi cũng cảm thấy tiệm trà này rất mờ ám. Tối qua tôi ăn xong cái bánh dứa vị cà phê đó, có phải là tôi hưng phấn lắm không? Sếp Đại Ma, tối qua sếp siêu hưng phấn. Em tưởng đâu sếp về chuyện chị Lisa đi, sếp không muốn xa chị cho nên uống thêm vài ly. Tôi nói lạc đi đâu vậy? Tiểu lượng của tôi tệ lắm sao? Nói đến giống như tôi mượn rượu giải sầu vậy. Coi như em nghĩ nhiều quá đi. Ý của tôi là không có liên quan tới rượu. Vấn đề là nằm ở chỗ cái bánh. Sáng nay tôi nghĩ lại, hình như cái bánh có mùi cần sa. Tôi nghi ngờ cái bánh đó thêm cần sa. Bánh dứa cần sa? Không lẽ là Nhất Thủ làm sao? Có thể hắn lợi dụng tiệm trà này để giúp hắn rải hàng. Đến sáng nay tôi muốn quay lại điều tra thì nhìn thấy Minh Hằng Khê mang bánh dứa đi hết. Nó là quyên góp cho tổ chức từ thiện. Nhưng khi thấy cảnh sát ở ngoài đường thì hắn bỏ lại thùng bánh. Rõ ràng sợ tội. Bánh đã đem đi xét nghiệm rồi, ngày mai sẽ biết sự thật. Tên Minh Hằng Khê này có phải là tên nghiện lần trước ăn khắp đôi giày của Bắc Trần không? Quả nhiên ôn bài đầy đủ, chuẩn bị tiếp quản chức thi dương. Vậy chúng ta bắt tên Minh Hằng Khê đó về hỏi hắn là được rồi. Không được, nhân vật mục tiêu của chúng ta là Nhất Thủ, không nên bứt dây động rừng. Ê, hay là chúng ta đi tìm chị Lisa? Không nên, bây giờ cổ đang nghỉ thai sản. Nếu để cổ biết vụ này có liên quan tới Minh Hằng Khê, cổ nhất định bám chặt không buông. Vụ này chúng ta tự điều tra được rồi. Sếp Đại Ma, thật ra sếp cũng quan tâm chị Lisa lắm. Nói lạc đi đâu vậy? Ai tôi cũng quan tâm hết mà. Bây giờ người tôi quan tâm nhất chính là Xe Thần. Nếu là như vậy em ra ngoài làm việc trước. Nè nè, trái banh của tôi. Xin lỗi. Sếp. Du Du không làm những chuyện này đâu. Cứ dặn Du Du đó, ngoài mặt thì giống chú chó ngây thơ thôi. Anh làm sao biết trong lòng cổ có phải là chó gian ác không? Chưa gì đã tin người ta rồi. Đó có phải gọi là ghen không? Đương nhiên không phải, đương nhiên đây không phải là ghen. Em không cần phải ghen đâu, em cần gì phải ghen chứ. Em ghen cái gì chứ? Thật ra hôm đó tụi anh định thông đồng để thử phản ứng của em thôi à. Tóm lại không phải là em ghen tuông. Rõ ràng hôm đó trước khi hành động liên hợp, em nhìn thấy anh gửi tin nhắn thoại cho cổ. Anh còn nói với cổ là có hành động nữa. Ờ, phải ha. Có khi nào chỉ vì vậy nên tiết lộ một chút không? Chắc chắn là vậy, chắc chắn cổ đã tiết lộ cho Nhất Thủ biết. Sếp Đại Ma, sếp biết rõ Du Du, cổ ngây thơ vậy, không lý nào cổ làm việc cho Nhất Thủ. Tiệm trà Du Du nhàn chắc chắn có khả nghi. Còn Du Du có thể là đồng phạm, cũng có thể đã bị Nhất Thủ và Dạng Châu lợi dụng. Muốn tìm được sự thật. Em hiểu, em sẽ tìm Du Du điều tra rõ ràng. Cẩn thận một chút, vụ tối nay là vụ lớn đó. Chị Châu. Chị hai, sao tới đây vậy? Em hiếm khi tới những chỗ này tìm chị mà. Có vài chuyện em muốn trực tiếp hỏi chị. Thật ra bên dưới đó mà tới tổ chức từ thiện nào vậy? Tóm lại giúp được người ta là được rồi, hỏi nhiều quá. Hôm nay sếp Đại Ma tình cờ nhắc tới bên dưới, hình như là anh có một chút nghi ngờ. Sếp Đại Ma, nam cảnh sát đó sao? Chị đã nói với em rồi, đừng dính líu đến gã chú lùn cảnh sát đó mà. Nam cảnh sát đó không đáng tin đâu. Em không cảm thấy có vấn đề gì. Chị làm gì tức giận vậy chứ? Hay là chị làm chuyện phạm pháp? Bên dưới đó có cái gì đó không? Điên khùng. Hôm đó chị nghe em nhắc tới chuyện sếp Sa có hành động, chị liền ra sức hỏi em, thật ra có phải có chuyện mờ ám không? Chị hai, có phải chị muốn moi tin từ em không? Điên khùng. Em đừng điên ở đây nữa, về nhà đi. Có phải chị lại giao du với xã hội đen không? Chị hai, chị đã hứa với em, chị sẽ sửa đổi mà. Em cũng vì vậy mới giúp chị thôi. Tại sao chị lại gạt em chứ? Đúng rồi, em đừng hỏi một chút thì xã hội đen này nọ nữa. Thật ra em không cần giả bộ ngây thơ trước mặt chị nữa. Chỉ có ba mới tin tưởng em, bị em gạt được, thương em nhất thôi. Chị hai, em thực sự không muốn chị có chuyện, hay chị dừng lại đi được không? Em quan tâm chị thật sao? Em đúng là thỏ ngây thơ, chị thì là kẻ xấu. Phải đó, chị đang lợi dụng em. Sao hả?
Đừng mà chị hai, em xin chị, hay là chị dừng lại đi. Dừng lại cái gì? Em cấm miệng đi, tránh ra. Tối nay chỗ này không hoạt động được nữa. Dạ biết. Sếp ba nhỏ, làm vậy có được không? Thì đó, chúng ta giấu sếp đại ma theo dõi hang ổ của nhất thủ. Lỡ như không có gì, chúng ta sẽ có khả năng bị ổng bới móc đó. Hai người sợ gì chứ, tôi nhận được tin tối nay nhất thủ nhất định sẽ xuất hàng. Lần này tôi nhất định ăn chắc. Cậu Dĩ, bấm theo. Cái đó, đại ma siêng năng quét dọn thì đã sao chứ, kẻ bắt được nhất thủ cũng là tôi thôi. Du Du, cậu nó đi nhập hàng ra ngoài rồi. Cậu đã đi bao lâu rồi? Cũng hơn tiếng đồng hồ rồi. Ờ phải, tiệm đó gần như vậy, sao lâu quá mà vẫn chưa có về chứ? Tiệm đó ở đâu mới được chứ? À ông chủ. Hả? Cô Vạn ở Du Du nhà có tới đây không? Cậu không có tới. Sao nhân viên nói cậu tới đây nhập hàng? Tôi ở tiệm này suốt cả ngày, trừ khi cổ tàng hình, nếu không tôi nhất định nhìn thấy cổ. Cổ làm gì vậy? Du Du, cô đâu vậy? Tôi tìm cô cả ngày. Sếp thần à, chị hai đã bắt giam tôi rồi, em mau tới cứu tôi đi. Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, mau nói cô đang ở đâu. Phố Sen Club. Tôi thích nhất là người đẹp đó. Có người tới rồi. Du Du. Ô, đừng có bỏ uổng, đừng có bỏ uổng. À, trời ơi, em gái của chị Giảng Châu đó, đừng vậy mà chết người bây giờ. Nếu chị thương đứa em á, thì đâu có giam cổ ở đây, tránh ra đi. Con khốn này giả bộ xỉu. Thiêu qua đây đi, thiêu qua. Trời không phải chứ, vô sân mấy trời mưa. Điều tra được rồi, điều tra được rồi. Sếp đại ma, thì ra Dạng Châu là chị hai cùng cha khác mẹ của Dạng Du Du. Tôi mới nhận được kết quả xét nghiệm, xác định bánh dứa vị cà phê thật sự có thành phần cần sa. Cơ bộ nhất thủ muốn lợi dụng tiệm trà do em vợ của hắn mở giúp hắn xuất hàng. Em có gọi điện tới tiệm trà, họ nói Dạng Du Du vẫn chưa về. Dạng Du Du đó thực tế là thông đồng với chị của cổ bán cần sa. Chắc chắn cổ tưởng đầu xe thần đã khai cổ ra, sau đó mới bỏ trốn. Còn không thì thực tế cổ không hay biết, vì chị của cổ lợi dụng cũng không hay. Nhưng mà chúng ta tìm cổ suốt mấy tiếng, không có tâm hơi gì hết, cổ đi đâu chứ? Khả năng xấu nhất là Dạng Châu sợ cổ khai ra nên đã bắt cổ. Vậy thì cổ gặp nguy hiểm rồi. Hy vọng xe thần tìm được cổ. Chú Quỳnh, tìm được xe thần chưa? Điện thoại của nó gọi hoài không được. Con nhỏ đã vậy, thằng quỷ này cũng vậy. Có khi nào xe thần có chuyện không? Chị Lisa, sao gọi tới khuya vậy? Mở loa lên. Alo, chị Lisa. Bắp nổ, sao rồi? Không có tôi ở đó, mọi người sao rồi? Ok, tụi em ok, không có gì. Tôi chán quá, tôi nhớ mọi người lắm. Thì ra tôi thích đi làm hơn. Chị Lisa, chị tập trung dưỡng thai đi. Bên tụi em không có gì, chị không cần lo lắng đâu. Sao giọng nói kỳ lạ vậy? Không có gì chứ? Em bị sặc. À phải, em còn nhiều việc phải làm lắm, không nói với chị nữa. Vậy thôi được, không phiền mọi người nữa, bye. Bye bye. Mọi người phải nhớ, đừng nên nói cho Lisa biết tình hình hiện tại. Với tính cách của cổ, biết xảy ra chuyện chắc chắn sẽ chạy về để giúp. Yes sir. Yes sir. Cô Quy hả? Tình hình bên nhất thủ sao rồi? Theo dõi cả ngày, hắn chỉ đi bắt cơm thôi. Cảm ơn. Cơm nào. Lúc này mới phát ở gầm cầu, bây giờ quay lại xe, tiếp theo không biết đi đâu nữa. Còn đánh chết tôi cũng không tin hắn tốt bụng tới vậy. Rõ ràng hắn biết chúng ta theo dõi hắn mà, nên dẫn chúng ta đi dạo thôi. Ngoài mặt hắn càng không có gì, tức là càng chứng tỏ có chuyện. Cậu theo sát một chút, đừng nên để hắn chạy thoát. Yes sir. Sếp ba nhỏ. Có chuyện gì? Chú Lùng này lên trên đó làm gì vậy ta? Sếp ba nhỏ, con là Dần Chào đã phát hiện ra em, muốn cắt đuôi của em. Hồ Sư, lên trên theo dõi thằng Lùng đó đi, coi hắn làm gì.
Bây giờ vị trí của cậu ở đâu? Tôi lập tức tới ngay. Đôi hai. Bỏ qua. Bốn con ách. Bỏ qua. Hết. Hồi nãy giờ con nhỏ này không tỉnh, không lẽ chết rồi sao? Sao không có người nào hết trơn vậy ta? Vô vô. Vô vô. Thằng cảnh sát. Vô vô. Vô vô. Vô vô. Vô vô. Vô vô. Vô vô. Xe thần. Anh giết người hả? Không liên quan gì tới tôi. Tôi vừa tới đây đã nhìn thấy cổ như vậy rồi. Anh cứ đứng yên đó. Sao có phản ứng vậy? Chỗ nào cũng không có sống. Nè, anh sao rồi? Nè, tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Ông cha. Anh cha. Sao anh đánh đầu của tôi? Có phải anh sợ tôi nói cho sếp bà nhỏ biết không? Anh là cảnh sát, có chúng đầu óc trinh sát đi có được không? Tôi đánh anh bất tỉnh, tại sao còn đánh thức anh chứ? Nè. Ủa, đâu mất tiêu rồi? Sao vậy thần? Anh đánh tôi bất tỉnh để di chuyển cái xác đi. Anh muốn tiêu hủy chứng cứ. Không phải đâu, là người khác khiêng cái xác đi. Mà đuổi theo với tôi đi. Anh còn muốn gạt tôi, mà theo tôi vì sao cái xác? Trời ơi, vậy đừng uống nữa. Hắn bắt vô vô đi. Cảnh sát, bây giờ muốn trưng dụng xe của anh làm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Tính sao đây? Bây giờ bị gạt cái xác, gạt cái xác đi rồi. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nếu cậu theo sát nhất thủ, sao cậu lại để hắn chạy thoát chứ? Lúc nãy em theo hắn thứ quán bar, đột nhiên xe thần lái xe xông ra, chặn đầu em lại. Thằng lùng đó làm cái gì vậy hả? Nhưng mà không sao, bây giờ Dạng Châu nằm trong tay của chúng ta, trước sau chúng ta cũng bắt được nhất thủ thôi. Thì cậu hợp tác đi. Sếp à, tình hình sao rồi hả? Không chịu nói gì hết. Bây giờ nhất thủ đang ở đâu? Sếp mà nhỏ, sếp theo dõi vợ chồng tôi suốt cả ngày, anh ở đâu sếp biết rõ hơn tôi mà. Nói gì thì nói, để sếp gặp anh á thì nói cho anh biết tôi nấu sẵn canh ở nhà. Cô đừng có đắc thắng quá đó. Lúc nãy tìm được một mảnh giấy trên người của cô có một chút mờ ám, trên đó có ghi bốn chữ tiếng Anh 2345, có nghĩa là gì? Có phải là ám hiệu dùng để giao dịch hay không? Không nhớ nữa. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có giở trò với tôi đó. Nói thì nói thôi. Sợ rồi hả? Bây giờ tôi đói bụng lắm rồi. Hay đói thì tôi không còn nhớ gì hết. Sếp á, lập tức tới thăm tỉnh mua con ngỗng quay về đây, để coi sau khi ăn xong tôi có nhớ hay không. Tôi sẽ tiếp tục đùa giỡn với cô. Cứ chờ đó, tôi nhất định buộc tội vợ chồng của cô mới thôi. Vào đi. Sếp bà nhỏ. Cậu làm cái gì vậy? Hôm nay anh có thấy xe thần không? Được rồi, làm lại lần nữa. Cậu nói là đại ma đang tìm cậu ta. Cậu muốn cậu lập tức gọi cho tôi. Cảm ơn. Hỏi thăm bạn bè xung quanh ảnh rồi, tất cả đều không thấy xe thần. Mọi người cũng mệt rồi, mau đi mua chút nước dưỡng đi. Yes sir. Xin chào tất cả mọi người. Coi tôi mua cái gì khích lệ mọi người nè. Chị Lisa nè. Lisa. Trời, cô đang mang thai, đừng có đi lung tung nữa. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Thằng lùng đáng chết ở đâu rồi? Chúng tôi đang làm việc, làm ơn ra ngoài đi. Xe thần đó của anh đã giết Dạng Du Du rồi. Anh nói cái gì chứ? Lính của tôi tới quán bar phát hiện ra cậu ta, cậu ta liền đánh lính của tôi bất tỉnh, còn khiêng xác đi nữa. Chắc chắn là cậu ta muốn tiêu hủy chứng cứ. Vô duyên vô cớ, lý nào xe thần lại giết người? Đừng nói lung tung nữa. Xe thần dám một mình tới quán bar của nhất thủ như vậy, tức là chứng tỏ cậu ta là người của nhất thủ. Lần trước vô hành động liên hợp đó, tôi dám khẳng định chắc chắn cậu ta đã tung tin cho nhất thủ. Còn nữa, Du Du là em gái của Dạng Châu, tức là cùng một nhóm người. Chắc chắn là không biết xe thần xảy ra mâu thuẫn gì với cô ấy, cho nên đã giết cậu. Anh nói nãy giờ hoàn toàn là suy đoán, hoàn toàn không có chứng cứ. Nhân viên của tôi đã theo dõi nhất thủ suốt. Tên xe thần của anh bất thình lình lái chiếc xe ra ngoài cản trở, nhất thủ liền biến mất. Đó không phải là chứng cứ sao? Đó không phải là kẻ biến chất sao? Cậu ta không phải là kẻ biến chất. Cậu ta không phản bội em đi. Vậy thôi được. Kêu cậu ta ra đi. Đổi bên ba mặt một lần nói cho rõ ràng đi. Bây giờ cậu ta mất tích rồi. Tôi nghi ngờ có liên quan tới nhất thủ. Chúng tôi đang đi tìm cậu ta về. Chắc chắn là sợ tội bỏ trốn rồi.
Xe thần là nhân viên của tôi. Tôi biết rõ con người cậu ta. Cho dù cậu ta có bao nhiêu khuyết điểm cũng được, cậu ta tuyệt đối không giết người, tuyệt đối không bỏ trốn. Trong chuyện này ắt là có nguyên do. Anh nhất định muốn binh vực thằng lùng đó chứ gì. Bây giờ tôi sẽ ký lệnh truy nã hắn. Anh tới đây la lối cái gì? Đây là em y. Nếu anh muốn chỉ tay chỉ chân thì làm ơn về điểm ô đi. Không phải sếp Tiêu, sếp nghe tôi nói cái đó không? Anh nghe tôi nói, đây là sân của tôi là trọng tài, tức là sếp bao che cho họ phải không? Được, tôi sẽ đi gặp Nhất Ca, kiện mấy người. Bây giờ Nhất Ca đang ngồi máy bay trở về đây, ít nhất cũng 2 tiếng nữa mới xuống sân bay. 2 tiếng chứ gì? Trong vòng 2 tiếng nữa, nếu anh không thể giao nộp thằng lùng đó ra, tôi sẽ đi gặp Nhất Ca, kiện anh. Nói xong rồi phải không? Out. 2 tiếng nữa đó. Cái đồ phiền phức. Nè, đẹp mà, xảy ra chuyện gì vậy? Sếp Tiêu à, sếp không biết gì hết, vẫn ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn sếp. Đương nhiên rồi, tôi là sếp của mọi người mà, đương nhiên tôi phải tin mọi người. Nè, thật ra xe thần đang làm cái gì vậy? Không có gì, chỉ có Ma Nhỏ nghi ngờ cậu ta là kẻ biến chất, nói cậu ta giết người vậy thôi. Hả? Sếp Tiêu yên tâm đi, sếp tin chúng tôi, chúng tôi cũng tin tưởng xe thần, cậu ta nhất định không có làm. Chúng ta nhất định có thể tìm được cậu ta trong vòng 2 tiếng, làm sáng tỏ mọi chuyện. Má ơi, con lạnh quá. Má và con trai là cộng tác lý tưởng, con phải cố lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.